Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Vũ, chào mừng mọi người đã quay lại với kênh Yuyon. Hôm nay là bài dịch bụng chậm. Hy vọng mọi người sẽ thích bài tập này. Và đừng quên chia sẻ video cùng với những đăng ký kênh để luôn cập nhật nhiều bài mới nha. Bây giờ chúng ta bắt đầu thôi nào. Oh.
Vậy, tắt chừng. Điên cuộc lại. Hít thở. Trở về.